Lục giờ lên cho đâu giờ tức sao? Bây giờ tôi nói thiệt nha, tôi buồn lắm. Tôi nói thiệt nha, bởi vì tôi đang nó hại đối với tôi hiện giờ đây nè. Hiện giờ là sao? Tôi ghét con gái. Trời, tôi hận đàn bà. Ai dạ? Đức không được vì ghét con gái, không được vì hận đàn bà. Tại sao? Tại vì anh chưa định nghĩa được đàn bà là cái gì. Đàn bà là cái gì? Anh biết đàn bà là cái gì không? Đàn bà là cái gì? Đàn bà là người. Người sao? Sanh ra ta. Đàn bà là người nuôi nó ta mà dạy dỗ ta nó. Bởi vì đàn bà còn rồi tại vì phụ nữ bỏ qua